Nhằm chấn chỉnh văn hóa giao thông, lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã ra quân xử lý tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường các tuyến đường. Khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với đường Trần Quang Khải, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên là nơi tập trung một số quán ăn sáng. Không khó để bắt gặp tình trạng khách ăn sáng đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, đỗ cách xa lề đường, thậm chí đỗ hàng hai ngay cạnh khúc cua ngã tư đường. Tình trạng này cũng diễn ra trên nhiều tuyến phố như đường Nguyễn Lương Bằng, đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, đường Trưng Trắc, Trưng Nghị, phường Quang Trung. Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên phối hợp công an các phường, xã tổ chức ra quân xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Các lỗi vi phạm chính là các lỗi hay chủ yếu là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông như dừng đỗ ở sát không đảm bảo khoảng cách giữa lòng đường và vỉa hè và dừng đỗ phương tiện như ô tô có thể là đỗ hàng hai, thì các cái lỗi này là vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông. Cơ quan công an kiên quyết xử lý triệt để các lỗi này để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng của thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở trên 1.000 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 150 triệu đồng. Trong đó tiêu biểu như công an phường Hiến Nam đã xử phạt 38 trường hợp 5,7 triệu đồng, công an phường An Tảo xử phạt 30 trường hợp 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn diễn ra. Vì vậy, thời gian tới, công an thành phố Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền và xử lý nghiêm khắc.